thùng ghế mà bà con đóng thương phẩm vận chuyển bán về trang trại Thanh Xuân. Trang trại hỗ trợ thu mua bao tiêu cho bà con trên khắp toàn quốc. Thường thì dế sẽ đi trên ô tô khoảng 2 ngày một đêm, thì bà con sẽ tính được nếu ở địa phương nào bà con sẽ liên hệ để gửi về các bến xe ở Hà Nội. Thường thì miền Bắc, Trung, miền Nam, còn nếu miền Tây thì bà con sẽ chủ động tìm xe ở cái chỗ địa phương mình mà ra đến bến xe Hà Nội thì bà con sẽ mua được trứng dế tại trang trại Thanh Xuân và bán thương phẩm về trang trại Thanh Xuân. Thường thì bà con sẽ gửi về bến xe nước ngầm nếu như xe miền Tây. Nếu như lâu quá thì bà con không hợp tác với trang trại Thanh Xuân. Ví dụ như đi 2 ngày một đêm thì là được. Còn đi lâu quá thì thứ nhất là tiền cước xe nó lên cao, hoặc là cái tiền hoặc là vận chuyển thì nó có thể là nó sẽ gây ảnh hưởng đến dế, có thể nó sẽ bị hao hụt. Thì chủ trang trại Đinh Xuân cũng đi qua hai lần liền vẫn không biết vẫn chứ. Còn đi không về thì mất luôn 30 mất cái đàn xe ôm nữa. Đây là phương pháp dễ lên cầu từ xưa đến nay cầu bà con mình dùng hồng bỉ bìa, hoặc cành lá. Còn lại mình đi hiện nay phương pháp mới thì trang trại Thanh Xuân sẽ hướng dẫn để bà con. Cho anh 30 anh dẫn về Mỹ Đình thôi, đúng một cua mình sẽ đóng thêm bằng bìa này, nó chỉ về phát thôi nó phát mất với cái bìa đấy. Chồng bà con mà chỉ đọc cái quay đầu xe phát là đến lúc là an toàn. Đọc cái quay đầu xe sư nó một thế gì. Có đây lấy vào thùng kia chưa? Đúng rồi, bên này nó cầm lại. Đâu lấy cái thùng nào rồi? 3 cân đấy. Cái từ sáng là ô anh ấy nhẹ tay thôi, dế bắn ra ngoài nhiều. Không còn nó khỏe quá. Nhẹ tay xong rồi nó bỏ thì nó kêu dâm ra. Anh bắt nó hai con mấy con trên tường đi vào đây cái nó khẩn trương. Bắt ngay. Đây này là ngày đấy. Cho vào thùng đi hết đi. Nhà ông này nuôi nhiều dế quá sao ông không chi tiết con nào cả. Ông ấy mỏi lắm. Dế bắn ra ngoài cứ kệ thôi. Có những bà con thì nuôi dế rất là khỏe tốt, con đều, con to đúng theo cái hợp đồng mà hai bên giữa trang trại Thanh Xuân và bà con đã ký. Có những bà con thì nuôi dế không theo đúng kỹ thuật thì bà con sẽ nuôi dế nó lộ cộ, con to con nhỏ. Đấy là do cái phương pháp mình sai. Chẳng hạn như bà con có thể lấy trứng dế của nhiều ngày khác nhau. Chẳng hạn như bà con nuôi dế đầy quá, hoặc bà con cho cái thức ăn thức ăn nó không được đều thì bà con cứ nuôi thêm cái thời gian tăng lên để con dế nó sẽ đều cánh. Nó thường là từ 37 ngày trở ra thì 35 ngày trở ra thì tất cả các con hầu như là phải mọc hết cánh để bước vào độ tuổi sinh sản. Con nào nó cũng phải mọc cánh, chứ không phải là bà con nuôi bé mà nó không mọc được cánh. Đấy, cho nên là trang trại Thanh Xuân không ép vào con. Chúng tôi chỉ có trong hợp đồng chúng tôi chỉ nói là trang trại sẽ thu mua dế có cánh dài thùm lưng, chứ trang trại không yêu cầu là phải thu to như thế nào. Đấy là một những cái để làm sao hai bên sẽ rất là thuận lợi để bà con thuận lợi hơn trong việc chăn nuôi. Nhưng trong quá trình chăn nuôi thì bà con lưu ý khi mình nuôi nó chưa đạt được cái tiêu chuẩn thì chúng tôi sẽ có hướng dẫn thêm cho bà con để làm sao bà con nuôi nó tốt. Trang trại bán những cái con dế to đẹp khỏe thì cũng rất là thích. Khách hàng người ta đón nhận, người ta ăn nhiều. Nuôi còi quá thì bà con sẽ bị hạn chế cái số cân. Sẽ bị thiệt về số cân. Nếu như mình nuôi dế nó bé, nó còn
Vì vậy nên là sẽ hướng dẫn cho bà con làm sao. Mình sẽ rút kinh nghiệm theo các lứa dế để mình bán, ví dụ như là dế nó hôm nay mình bán thì con nó chưa đều thì mình về mình phải nuôi đều hơn ở lứa sau. Thì những cái phương pháp đấy thì rất nhiều người áp dụng. Đã áp dụng mà như chẳng hạn như là các cái bác bán ngày hôm nay đây, con dế nào cũng đều chẳng chặn mà các bác ấy bán hàng gần một tạ dế. Đây là một thùng, một thùng này là thu hoạch ở khoảng tầm từ 15 đến 20 cân thì các bác ấy làm rất là tốt, nuôi rất là đều chứ không phải là nuôi ít, với nuôi ít thì không lo, mà nuôi nhiều như thế này mà các bác nuôi đều đặn được đấy là do phương pháp nuôi, chứ không phải là mình có thể mình nhặt từng con dế một được. Con dế nó nhỏ, nó không có thời gian để làm những cái việc nó như kiểu mình chọn lựa như những cái con gà mình bỏ những con non ra, hoặc mình bán những cái con già đi mà mình phải nuôi cho nó khoa học thì nó sẽ đều chuẩn và đỡ mất tốn nhiều cái công sức của người nuôi. Vì vậy là trang trại anh Xuân đã có cái kỹ thuật nuôi gửi tới bà con để bà con mình nắm vững kỹ thuật và làm theo cho nó đạt được hiệu quả, hiệu suất cao nhất trong việc nuôi dế. Bà con tham khảo tại website trang trại thanh xuân.com, kênh YouTube trang trại thanh xuân, từ kênh 1 đến kênh 5, trang trại thanh xuân kênh 1, trang trại thanh xuân kênh 2. Và kênh chính hiện nay thì sẽ lấy kênh 2 làm kênh chính, có tiêu đề trang trại Thanh Xuân để bà con tiện tìm trên YouTube. Bà con cứ đánh trang trại Thanh Xuân thì kể cả trên Google hay trên YouTube nó đều ra. Và mình đăng ký kênh để theo dõi những video hàng ngày chúng tôi tải lên. Dế khỏe, nhỏ. Đấy, cảm giác là như là kiểu nó chắc mà nó dai nhỉ. Một đồ pinh như thế. Đồ pinh như sao? Kinh. Nhìn. Óng mượt. Khi mua giống thì sẽ được hướng dẫn trao đổi kỹ thuật và cấp tài liệu để bà con trong quá trình nuôi không cần phải hỏi điện thoại, cho trang trại vẫn làm được, vẫn làm rất là tốt. Dế này nó như kiểu nó đang sơ tán đấy không ạ, như kiểu cái bọn gì nhỉ, bọn con đây mà như giống cào cào ngoài mà những dịch ấy anh nhỉ? Đại dịch ấy. Nó thả ra mà nó cắn người thì không ai dám nuôi nhỉ? Bay vào nhà. Nhưng con này nhá, ở ngoài thiên nhiên hầu như là sống ít cục luôn. Chết hết. Không sống được. Cục bọ. May mà mình nuôi nó để dễ nhỉ? Nhưng bên ngoài không sống được mà mình nuôi nó lại sống hết. Em này ngày xưa thế nào mà em lại điên điên khùng khùng ấy, em thích nuôi con này. Dế nó dẩn này, bây giờ nó thành làng nghề nghiệp đấy. Trong khoảng vài chục năm tới, hy vọng toàn thế giới người ta tìm về Việt Nam anh ạ. Thì chi phí ở Việt Nam nó rẻ mà. Mời ông bữa à? Ông ấy đến đây ông ấy phải xin phép với tiệm đến ăn đấy chứ. Cái mời thì không được nha. Tí nữa em mở nhà hàng côn trùng xong ổn định cho bà con đi vào guồng gọi là thật là chuẩn chỉnh đã. Sau đó thì em sẽ giúp để cho nhân viên sẽ tự bơi với bà con. Xong em sẽ setup một cái nhà hàng, trước mắt là một cái đã. Bởi vì thương hiệu mà. Quan trọng nhất là cái thương hiệu. Dế bà con nuôi không chết, vận chuyển không chết con nào, khỏe. Đây là một cái phương pháp nuôi rất tốt.
đưa dầu hết ra ngoài kia. Rất là tốt để mình. Bà con lưu ý, rất nhiều người nuôi cũng sợ là phải nuôi thử xem là mình có nuôi được hay không. Thì cái việc đó trang trại Anh Xuân cũng rất là thoải mái để bà con mình thử sức. Bởi vì là cái tay chăn nuôi thì mỗi người có một cái mình thường gọi là cái tay chăn nuôi, nhưng mà thực tế ra nó không phải là tay, hay là ví dụ bà con có bảo là xem ngày để mua, nhưng mà trang trại thì không nghĩ là như vậy, mà cái quan trọng nhất là cái kỹ thuật nuôi có được chuẩn hay không. Vì chúng tôi chỉ là cái nơi hướng dẫn, gọi là hướng dẫn thôi. Kỹ thuật thì bà con mình có quyền áp dụng hoặc có quyền mình muốn làm thế nào, đấy là quyền của bà con, thì chúng tôi chỉ sẽ hướng dẫn những cái gì tốt nhất. Có những người mà áp dụng theo phương pháp ví dụ như là nước này, cho giấy uống nước, sợ giấy khát này. Hướng dẫn một đường bà con thì làm theo một kiểu thì chúng tôi cũng không làm nào được. Thì có rất là cũng nhiều bà con cũng thắc mắc về họ bọn nuôi giống ở đây, hướng dẫn như ở một nơi khác thì nhưng mà tôi làm thế này làm này thì có được không, tại sao lại như vậy. Thì thực sự ra là trang trại Thanh Xuân cũng không thể tư vấn hết được bằng điện thoại được, mà chúng tôi khi mua nuôi chúng tôi sẽ có tài liệu cho bà con. Đây là những bác khách hàng thực tế chăn nuôi của trang trại Anh Xuân. Thì các bác khách hàng như này là nói lên, những video này sẽ nói lên tất cả để mình nắm bắt được là nghề nuôi dế này có dễ không, có hiệu quả không. Mày mang cái ghế cho anh ngồi. Ngồi bao giờ nữa? Mua mấy cái ghế xúc đi rồi đủ được 5 cân. Hay là làm vài thùng nữa, xúc luôn thể. Bảy lạng. Bán nhiều thế, mệt. Tí lại cầm một cục tiền đấy, là tươi với gói à, thì chuyển khoản nhỉ? Ông chưa có giao dịch bằng tiền mặt đâu. Một ngày trả bao tiền, em cứ về nhà là chiền cái điện thoại nhắn tin vào đây là em lại ngồi em trả một loạt tiền luôn, kinh. Cứ mỗi dế với dần thôi mà ngày nào cũng như ngày nào quay như trong chóng. Cứ như kiểu dạng chơi đầu hàng ấy. Ở trên trại ấy buồn cười lắm. Cứ khay hôm nay bây giờ là tăng thêm nhân lực để chuyên chỉ có làm mấy cái vấn đề gọi là... Công viên ở đâu ạ? Mười mấy? Dịch mười mấy? Thay nhau mà. Đồng nhỉ? Vâng. Nhặt cánh này không ạ? Anh biết nhặt bao nhiêu người? Nhặt một bữa ăn. Tê người. Hả? Một bữa mà ăn tê người. Đâu? Gạt mồm lắm. Ôi. Nhặt nhân viên nhà nó vặt nhanh lắm. Như cái anh ngồi mà nhón đâu. Nó nhặt. Sinh nhật mẹ anh làm cho mẹ mỗi mâm mẹ một cân. Úi dồi. Anh cứ chiên mẹ mày cá con. Thế sao mà ăn gì mà ăn kinh mỗi mâm một cân cả. Thế thì ăn quánh hết. Quánh chén hết à? Rồi em một chút mà. Say không? Quánh hết. Chén hết. Ăn hạt rồi. Còn đâu mẹ làm miệng nè. Ngon chứ, quan trọng mình chế biến ngon lắm. Nhân viên của em mà đi ăn nó chén nát luôn. Bà già mẹ bà cả bát luôn. Bà cả bát luôn đấy. Mẹ ông già còn ăn với cơm cơ. Ăn với kiểu chán là xong rồi ăn với cơm. À đúng rồi, cái dế này mà kho thì ăn với cơm ngon, nó mẹ dim ấy. Là dế. Con cua không? Dế dim nước mắm. Gì đâu, mẹ muốn ăn cơm này. Ăn với cơm là hợp với cơm trắng. Không, ăn với cơm thì... Ngon lắm, giống như châu cào cào. Ngày xưa thực ra là em bị nghiện cào cào châu chấu, nên là em muốn thích nuôi dế này. Em đi nuôi dế để em ăn. Thế bây giờ nó thành nghề. Bà con liên hệ với trang trại Thanh Xuân tại Hà Nội và Nam Định để mua giống dế về nuôi và được bán lại sản phẩm.
có số có niêm yết ở cuối website. Cảm ơn bà con rất nhiều. Đây những con dế cuối cùng nó được khách hàng vớt vào thùng. Mấy thùng dế bự. Những thùng dế bự để thu hoạch đây. Khách hàng báo 70 cân nhưng mà bán thành 75 cân. Đây sẽ tiến hành rũ của thùng dế của bác khách hàng này. Bác khách hàng này nuôi dế cũng rất là tốt, tiêu chuẩn, đóng quá đạt. Không cần phải đi mua thủy bìa mà mình đóng bằng bìa luôn. Dế bám rất tốt. Vào tay anh ạ. Đấy bà con nhìn các bác cái nuôi dế rất là ham, nuôi tốt, vui mừng, phấn khởi. Trang trại sẽ chuyển khoản luôn trong ngày cho các bác và hoặc là thanh toán tiền. Thường là chúng tôi sẽ chuyển khoản vì số lượng tiền của các bác cái bán số rất là cao, nhưng là tiền thường là tài khoản chuyển sang thì bà con sẽ làm tài khoản của Vietcombank. Thường là Vietcombank hoặc Agribank là hai cái tài khoản niêm yết trên website của trang trại Anh Xuân, thì chúng tôi sẽ đúng chuyển nó sang ngay để bà con nhận được luôn và cũng đỡ mất cái tiền phí hàng ngày. Thì chuyển khoản đầu vào đầu ra rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi sẽ gửi luôn trong ngày không quên. Hôm sau hết sạch, nghiêng thùng hết sạch sẽ. Cảm ơn bà con đã theo dõi video. Đây bây giờ các bác sẽ khoanh thùng, chuyển thùng ra.